thì chúng ta sẽ cảm giác nó không được nịnh mắt bằng cái dòng da bóng như dòng AS840 hay là dòng AS860 nhưng nếu mà chúng ta trải nghiệm Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Ngọc Gia Ban Vâng, trong cái thời điểm hiện tại thì những cái mẫu ghế massage thuộc phân khúc tầm trên 20 triệu cũng rất là phù hợp để cho chúng ta lựa chọn bởi vì cái nhu cầu tầm tiền trong khoảng thời gian này thì uh, nếu mà khoảng độ tầm trên 20 triệu thì mọi người sẽ dễ dàng quyết định mua hơn Và đặc biệt tại thời điểm này thì cái massage nội địa Nhật uh, giá nó cũng rất là tốt Và hôm nay thì Ngọc Gia Ban giới thiệu với các bạn là chiếc Furikyo AS850 Đây là một trong những cái bản thuộc phân khúc trên 20 triệu của đồng Furikyo Hiện đang có tại cơ sở 2 của Ngọc Gia Ban Tại số 7 Lê Thị Nho, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh thì việc đầu tiên thì ngọc gia ban và các bạn sẽ cùng đánh giá về cái hình thức bên ngoài của chiếc ghế AS à, 850 thì là một trong những cái bản mà thiết kế về da sần bởi vì họ thiết kế cái dòng da này nó mềm hơn cái dòng da bóng. Uh, với cái tính năng là họ mong muốn rằng là khi con năn qua cái lớp da này thì nó sẽ đi cảm giác nó mềm mại và nó thực hơn nên là họ đã khéo léo thiết kế cái phần da uh, sần này thì phần da sần như các bạn có thể thấy ở trên video thì về cơ bản khi chúng ta nhìn uh, hình thức bên ngoài thì chúng ta sẽ cảm giác nó không được nịnh mắt bằng cái dòng da bóng như dòng AS840 hay là dòng AS860 nhưng nếu mà chúng ta trải nghiệm thì chúng ta sẽ thấy cái dòng da sần này khi họ thiết kế thì nó đều có cái lý do cả Thì bản AS850 thì về cơ bản chúng ta nhìn thì chúng ta sẽ thấy nó tương đối giống với cái dòng SKS5600 Nhưng về thực tế chúng ta dễ dàng phân biệt được qua cái phần chân này Các bạn có thể thấy ở cái phần mông và đi sâu hơn thì chúng ta sẽ đi xuống cái phần chân Thì chân của nó là dòng chân ba khúc thì Ngọc Gia Ban vẫn hay đánh giá cái phần chân này là một trong cái bản mà massage về phần chân rất là hay của dòng Furikyo. Lý do tại sao? Bởi vì nó chia nhỏ cái phần túi khí ở phần chân ra. Thì khi mà massage nó tạo nên những cái nhịp bóp khác nhau. Nó tạo cho chúng ta những cái động tác sẽ cảm giác rất là thật. Như nhiều bàn tay nó bóp vào cái phần chân của chúng ta. Thì đấy là ưu điểm của dòng AS850. Và đặc biệt là cái phần này thì nó có tích hợp thêm cái phần điều khiển dài ngắn chân theo cái phím ở trên cái phím ở trên bảng điều khiển nó rất là tiện lợi cho chúng ta và thêm nữa ở đây bản AS850 thì tất cả nó có là 31 bản đánh tự động và thêm nữa là nó có hơn 30 bài đánh chuyên sâu về các vùng Ví dụ như chúng ta có thể chủ động lựa chọn ở cái phần nưng Chúng ta chọn là đấm hoặc chúng ta có thể là chọn là dây Tùy theo chúng ta Tức là chúng ta có thể cá nhân hóa theo cái sở thích của chúng ta Theo cái phần mục đánh vùng riêng biệt Đấy là một trong cái ưu điểm của dòng AS850 à, Nói riêng cũng như là dòng ghế massage nội địa Nhật nói chung thì để đánh giá sâu hơn nữa thì Ngọc Gia Ban đã mở cái phần nâng ghế ra để các bạn có thể nhìn thấy phần động cơ bên trong. Thì đánh giá đây là một chiếc ghế mà đẹp tổng quan từ bên ngoài cho tới bên trong. Các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy cái phần cơ của chiếc máy này với quan năng silicon và các cái bộ phận các bạn nhìn thấy nó còn rất là mới. Đây chính là cái ưu điểm của dòng ghế massage nội địa nhật mặc dù trải qua 10 năm đã sử dụng nhưng chiếc ghế nó còn rất là mới. Thì câu chuyện đây nếu các bạn mua những chiếc ghế như thế này thì các bạn sử dụng một khoảng thời gian dài nữa thì chiếc ghế nó vẫn còn rất là đẹp và bền. Thì tất cả những cái bảng của Furikyo nó đều mới in Japan các bạn nhé. Tức là trực tiếp sản xuất tại thị trường Nhật cho à, nội địa Nhật, cho thị trường Nhật. Thì đây là một trong những cái điều mà rất nhiều khách hàng cũng là thích. Thì nếu các bạn có nhu cầu với cái phân khúc trên 20 triệu này. Thì các bạn hãy liên hệ với Ngọc ban tại cơ sở 2 theo số điện thoại 097 494 55 55. Mình sẽ gửi ảnh chi tiết cũng như là báo giá cụ thể cho các bạn. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Ngọc Japan.